Mời bà uống nước. Dạ, cũng đã mười mấy năm, nhưng tôi vẫn ngỡ chuyện xảy ra vừa mới đây. Cái ngày mà mẹ con tôi vừa đặt chân tới cái làng này, thiệt quế nhân là thầy. Lúc đó thằng tí em còn bồng ở trên tay, mà bây giờ nó thành thanh niên rồi. Cái tên Trọng Nghĩa cũng nhờ thầy đặt giùm cho nó. Tôi thiệt là không bao giờ quên ơn sâu nghĩa nặng của thầy. Sao hôm nay bà nhắc chuyện cũ lại có phần khách sáo vậy? Dạ, đối với thằng Nghĩa, thầy không chỉ là người thầy mà còn là người cha, luôn ân cần bảo ban nó mọi điều hay lẽ phải. Thiệt tình, nếu không có thầy, tôi không biết sao mà dạy nó nên người. Thầy luôn là tấm gương tốt cho nó noi theo. Có phải bà muốn nói chuyện hệ Trọng? Xin hãy nói thẳng, chớ đừng có vòng vo và nhắc chuyện ơn nghĩa vậy nữa. Dạ, không giấu gì thầy, hôm nay thằng Nghĩa có về hỏi ý tôi chuyện nói nghiệp thầy. Nhìn nó vui mừng hớn hở lắm. Cái đó là ý của ta, vì trong đám học trò, Trọng Nghĩa là đứa sáng dạ, lại có tính nhẫn nại, rất thích hợp việc gõ đầu trẻ. Sau này nếu như nó rèn luyện, trau dồi thêm thì chắc chắn sẽ trở thành một thầy đồ đức độ hơn người. Nhưng đó chỉ là ý của ta thôi, còn quyết định thế nào thì tùy vào quyết định của nó và cả bà nữa. Dạ, thầy đã chọn thì chắc chắn không sai. Thằng Nghĩa nó cũng vui dữ lắm. Nhưng thầy có thể chọn trò khác được không thầy? Bà không muốn Trọng Nghĩa làm thầy đồ sao? Dạ, đúng vậy. Nếu vậy thì thật là tiếc quá. Mong thầy thứ lỗi. Tôi biết nói ra làm thầy phật ý, nhưng tôi muốn nó không nuôi hy vọng nữa. Nếu không nói ngay bây giờ, e rằng sau này lại càng làm nó buồn hơn. Ta đoán không lầm thì chắc bà đã chọn sẵn cho Trọng Nghĩa một hướng đi khác. Nếu như không ngại, bà có thể nói cho ta biết chăng? Dạ thưa, tôi muốn Trọng Nghĩa trao dồi kinh sử, chờ ngài lên kinh ứng thí. Tôi muốn nó phải đỗ đạt và ra làm quan, chứ không chỉ chôn chân ở xứ này. Thật vậy sao? Tôi biết đối với một người từng làm quan và chối bỏ vinh hoa phú quý để về đây dạy học như thầy, sẽ thấy khó chịu khi nghe tôi nói như vậy. Nhưng xin thầy hiểu cho tôi, tánh tôi nói thẳng, không muốn né tránh chi hết, huống chi đây là tiền đồ của con trai mình. Vậy bà có nói với Trọng Nghĩa ý của bà chưa? Tôi chưa nói, chỉ tính chờ tới lúc nó tròn 18 tuổi. Không ngờ thầy lại có ý cho nó theo nghề gõ đầu trẻ, nên tôi nghĩ đã đến lúc phải nói ra rồi. Quyết định của bà ta không cản, nhưng bà cũng nên suy nghĩ kỹ lại. Chốn quan trường đầy rẫy cạm bẫy, chứ không chỉ có danh lợi. Hơn nữa, làm quan thì không thích hợp với tính khí của Trọng Nghĩa lắm đâu. Dạ, mong thầy giúp nó ôn luyện và khuyên nó một lời giùm tôi. Theo những gì tôi nghe ngóng được thì triều đình cũng sắp mở khoa thi rồi. Tôi chỉ có một tâm nguyện trước khi nhắm mắt lìa đời, đó là được nhìn thấy Trọng Nghĩa đỗ đạt làm quan. Như vậy tôi mới mãn nguyện. Thôi được rồi, nếu như bà đã quyết vậy thì ta đây cũng không muốn nói thêm. Tôi khuyên bà nên lựa lời mà nói với Trọng Nghĩa, để nó thất vọng đó. Dạ tôi biết rồi, giờ không dám làm phiền thầy nữa, tôi xin phép thầy về. Bà về thông thả. Dạ chào thầy. Lạ thật, bà ấy không phải là hạng người tham mê danh vọng, cớ sao lại một mực muốn con trai mình dấn thân vào chốn quan trường?
có phải vì tiền đồ của Trọng Nghĩa như bà ấy nói không? Hay là còn điều gì đó khuất tất? Thật là lạ mà. Các bớt thành khí, nhân bớt học, bớt tri nghĩa. Vì nhân tử phương thiếu thời, thân sư hữu tập lễ nghi. Các trò có ai hiểu được bài này? Dạ con thưa thầy. Mời trò. Trò Nghĩa, trò hiểu bài này như thế nào? Dạ thưa thầy, có nghĩa là ngọc mà không được đẽo gọt, thành món đồ thì nó sẽ không trở nên quý giá. Người ta không học thì sẽ không biết lễ nghĩa và lý lẽ. Làm người còn nhỏ thì phải học. Thân với thầy và bạn để tập lễ nghi. Hay lắm. Dạ. Thôi được rồi, hôm nay coi như thầy trò ta học đến đây. Các trò nhớ về học tiếp. Tất cả những bài kia ngày mai thầy sẽ kiểm tra tiếp. Dạ thưa thầy. Dạ chào thầy. Dạ chào thầy. Dạ chào thầy. Dạ thưa thầy. Dạ chào thầy. Dạ chào thầy. Dạ thưa thầy, con đã thưa chuyện với mẹ, nhưng mà vẫn chưa biết ý của mẹ thế nào. Người nói sẽ đích thân gặp thầy để thưa chuyện. Mẹ con đã đến gặp ta rồi. Ủa thật vậy sao thầy? Vậy ý của mẹ con thế nào thưa thầy? Trọng Nghĩa, tôi cố ý chơi huynh nãy giờ. Có gì sao Tô huynh? Tôi nghĩ là đã tới lúc chúng ta cần gặp nhau và nói một chuyện cho rõ. Huynh muốn nói chuyện gì? Về Minh Lan. Minh Lan? Minh Lan gặp chuyện gì sao? Tôi biết huynh và Minh Lan là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên trong cái làng này. Tình cảm của hai người lúc nào cũng kháng khích, nửa bước không rời. Tôi cũng biết là huynh rất thương Minh Lan, và nàng ấy cũng có tình cảm với huynh. Huynh nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn nói điều gì? Tôi cũng thích Minh Lan. Khi vừa mới tới làng này học, khi nhìn thấy Minh Lan, tôi biết đây là cô gái trong mộng của tôi. Từ lúc đó, không khi nào là tôi không nghĩ về nàng. Tuy tôi biết Minh Lan sao huynh, nhưng chưa chắc tình yêu của tôi dành cho Minh Lan không sâu đậm bằng huynh. Tôi biết khi nói ra điều này sẽ làm cho huynh khó chịu, nhưng mà huynh cần phải biết để chúng ta có một cuộc đua rõ ràng và quân tử với nhau. Cuộc đua gì? Chiếm lấy trái tim của Minh Lan. Dù huynh biết Minh Lan trước tôi và hai người có tình ý với nhau, nhưng mà hiện nay hai người vẫn chưa thành thân với nhau. Vì vậy tôi cố quyền theo đuổi Minh Lan, đó là lẽ thường tình thôi. Tôi và huynh cùng bày tỏ tấm chân tình của mình dành cho Minh Lan, còn chấp nhận ngay đó là do Minh Lan chọn. Chúng ta hãy cùng đua, có ai sẽ chiếm được tình cảm của Minh Lan và làm cho nàng ấy hạnh phúc. Huynh có dám đồng ý không? Tôi nói cho huynh biết, đã là tình yêu thì phải là sự tự nguyện tại hai bên, không có sự chiếm hữu. Minh Lan cũng không phải là phần thưởng để chúng ta tranh đoạt. Huynh nói hay lắm. Nhưng nếu như huynh tự tin với tình cảm của mình về Minh Lan dành cho huynh, vậy thì tại sao huynh không tiến tới một bước nữa, hỏi cưới nàng về làm vợ đi? Tôi... Như vậy thì mới chứng tỏ là huynh muốn ăn đời ở kiếp với Minh Lan. Đó là chuyện riêng của tôi và Minh Lan, không liên quan gì tới huynh hết. Chứ không phải là huynh không thể làm điều đó hay sao? Trọng Nghĩa à, huynh đã từng nghe cái câu cưới vợ phải cưới liền tay. Nếu mà huynh không lẻ tay á thì đừng trách sao tôi lẻ chân hơn huynh đó. Huynh... Trọng Nghĩa. Nè, đi học rồi sao không về nhà hả con? Mau về nhà đi con. Đi đi con. Dạ.